Xin chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người nó là cái đầu chia cổng tiếp xe ra tai nghe Lightning ha, tai nghe Lightning và cái tiếp xe BD hỗ trợ sạc ha, vừa sạc vừa hỗ trợ tai nghe. Chất liệu của nó là bằng kim loại. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho điện thoại hoặc là máy tính bảng của Táo và Samsung đều dùng được ha. Nó có một cái lưu ý là nó không có hỗ trợ micro nha. Đầu vào là cổng tiếp C nè, mình kết nối được với điện thoại, máy tính bảng. Đầu ra thì cổng tiếp C mình kết nối với sạc ha. Sạc thì hỗ trợ là 45W. Cổng Lightning thì mình kết nối với tai nghe theo Táo nha. Không dùng tai nghe kết nối Bluetooth ha, không hỗ trợ nha. Rồi, để biết thêm thông tin về sản phẩm thì mọi người liên hệ lại shop bên mình hỗ trợ về kỹ thuật nha. Xin chào mọi người ạ.